lớn luôn, siêu phẩm mấy cái anh em ơi. Ôi rồi nó đẹp kìa, mấy cái pho 5.000 nha. Pho 5.000. Đó, có cái dàn tạo đường ở phía sau nữa. Đó, ghê ha. Tới luôn chú ơi. Đó. Quá đã. Giờ này nhóm mới đi biết cái phía sau là cái rọc hàng đó anh em. Đó. Cái này rọc được 3 đường. Rồi tới luôn nè, siêu phẩm mấy cây. Nôn. Siêu phẩm rọc đường luôn. Quá đẹp anh em ơi. Ôn. Má này mới đẹp ghê không? Đúng là mấy cây nguyên bản nhìn nó đã đời ha. Ở dưới chân đỉnh nó vừa đen luôn nè. Tới luôn. Ôn. Quá đã các bạn ơi. Mấy cây con nguyên bản nhìn đã quá. Cái màu nó sơn zin á, lúc nào cũng đã đời hơn ha. Rồi tới luôn chú ơi. Bên kia về lại ha.